Nó đi, quay nữa. Không. 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 Rồi, nói chung quay, nó xíu lại quay. Nàng với con tờ. Dạ. Mai tờ. Con này con của con. Cha con này con của con nha cha. Ừ. Con của cha đâu. Nè, xếp, bỏ cái này xuống đây, bỏ cái này xuống đây. Ừ. Rồi, bắt đầu xếp. Ừ. Xếp gấp lại, xếp vuông lại. Xếp gì nè. Ủa, xếp hành tam giác hả? Ừ. Kéo đây nè, kéo cái đầu này nè. Dạ. Cái đầu này nó bằng nhau nè. Nè. Cái miếng này nó bằng miếng gạch này nè. Dạ. Ở dưới gạch này á. Ừ. Nè, nhìn đầu này nè. Cái đầu này nè. Dạ. Với cái này nó bằng nhau. Đây này nó. Nghe đi con. Chưa, nghe đi chưa? Ừ. Quá. Chưa, không tiếp được. Học rồi, không đúng. Tiếp gì nè. Ừ. Cái này nè, cái này. Nhìn đầu đây nữa nè. Xuống, này xuống. Kéo gì nào? Cái tay kéo cái gì mà nó xiết xuống. Ở trên cái này chưa. Xiết xuống chưa? Chưa. Đây là con ốc. Ở cái này cũng cá nè. Ừ. Rồi xiết này lại. Xiết cái quạt miếng này nè. Xiết vô đây. Đều nghe, cắm theo đều lần này nè. Ơi, giống bay bay con nhỏ vậy. Ừ, giống bay bay, không bay bay. Giống. Ừ. Mày chưa? Mày về phải không? Chưa, chưa đúng nè, chưa sát nè. Chưa sát hả? Ừ, cho nó sát vô mới được. Nó sát vô để làm chi vậy? Đừng cho nó dư ra ngoài, cho nó đẹp. Con cho nó dễ xiết nè, chưa? Nè, cầm chưa? Chưa. Coi, xong rồi. Được coi, con xiết chặt lắc hết trơn kìa. Chưa ngay nè. Rồi nè, đè xuống, lấy tay đè xuống. Lấy tay kém đi nè. Ừ. Rồi dở ra. Chiếc phiền cái gì? Dở ra lại. Rồi, đè cái này vô lại. Đè vô lại. Ừ, rồi ship lại. Ship lại hả? Ship này lại. Ship cái lần nãy đó. Ừ. Ừ, ừ. Cái lần nãy có sẵn nè. Nè, cái lần này buông tay luôn. Nè. Nè. Rồi, cái điều cho đè này lại, đè xuống lại. Nè. Mình làm giết nè. Ừ, hình tam giác đó. Ủa cha, con hình tam giác thường ngại chăng? Con hay ta ập cái lấy cái này phải không? Ập ra ngang á. Cái gì ta đi, mình xíu này nó còn ớt. Ủa cha, cái này cái đầu. Ừ. Nè cha. Ừ. Rồi, xong chưa? Dạ, xong rồi. Rồi, xếp vô cái nữa. Xếp vô đây hả? Cái này nè, đây nè, góc này nè. Xếp qua đây nè, cho bằng qua đây nè. Ừ, nó đều nghe. Chưa nha chăng? Chưa có đều. Con làm lại. Đều ơi. Đều chưa? Đều rồi. Đều rồi, kéo lại đây nè, kéo dài nè, cho nó xiết lấy tay đè xuống cho nó xiết gấp lại. Con trai cái này mua lăng nè chá. Ừ. Rồi chưa? Rồi. Rồi bung ra lại. Bung ra lại hả? Ừ. Cái này ra hả? Ừ, ừ. Rồi xếp đây nè. Góc qua nè. Xếp xéo bên đây cái nữa. Cái này hả? Ừ, xéo đây nè. Đụng đây nè, đụng cái mí đây nè. Nhìn cái mí nè. Mày cái mí nè, đụng một mí nè. Dư rồi dư. Ừ. Đó đều quá. Nè, vậy nè. Được chưa? Ừ. Đâm chưa con xong đó. Ừ. Còn bên đây nữa. Ủa cha, này con diều vậy? Giống con diều đó, con diều, ếch mà. Giống con diều vậy? Ừ. Trời ơi, nghe con diều bằng bọc luôn kìa. Có. Có nghe từ đầu hả? Ừ. Con thấy người ta rút là con đi chạy với mẹ. Ừ. Con thấy người ta làm diều bằng bọc với mắc cự đó, không bay được con.
người ta không biết làm nó không bay được, rồi không chưa đều chưa gọi đều đó, kéo xuống, kéo tay là xuống, kéo vào này nè, không biết học chuyện không được rồi, không biết chiếc lộn hay gì rồi, cái đó chiếc lộn là kỳ vậy, đúng mà. Cái cam này của miệng có ớt hả? Chưa, ở cái miệng ớt đó là miệng ớt đó. Ở cha cái này miệng mình như vậy? Miệng ớt. Miệng như miệng bồ vậy ơi. Rồi nè, ở đây. Cái miệng như bồ chứng bồ vậy? Bồ đồ bố, rồi quay ngược lại, mở ra lại. Mở ra. Một bên đè này nè, mở một bên thôi, mở một bên này thôi. Bên rồi. Quay xuống, quay ngược lại. Quay ngược lại. Ừ, ship lại cái bên đó đó, ấp ngược lại, ấp vô. Vô đây à? Ừ vậy đó. Ê, cái này giống như hình vuông này cha. Ừ, gần như hình vuông rồi đó. Xong chưa? Dạ. Xong chưa con ship đi. Lắc cái chân quay. Điều chân vậy. Nè. Ship cho đều coi. Đó. Rồi. Đè tao nếp gấp lại xuống. Cái tay đè lại hết cho nó gấp xuống. Rồi, mở lên đi nè, đập để lên, dở lên vậy nè. Ừ. Cầm hai này dở lên. Dạ. Rồi cái lỗ đâu? Khoan con có lỗ đâu? Ủa con làm lộn nguyên, đây nè, cái lỗ nè. Nè. Thấy không? Dạ. Cầm hai lỗ bung ra. Bung ra. Ừ. Bung ra gì nè, đó. Dạ. Đó. Rồi đợi đi, bung cái này đó. Cái này quăng mặt ra được. Nè. Đó. Đè xuống, cái tay đè xuống, đè mấy cái này xuống. Đây là chim đại bàng nha bạn. Chưa xong. Rồi. Nghe nào, đặt đây hai cái này nè, nhìn thấy này nè. Hai cái đầu này nè, ừ hai cái đầu, không phải mình. Hai cái này, hai cái dày nhất nè. Hai cái dày nhất cũng lại. Hai cái dày nhất đâu rồi. Quán con lá xúc xong đi. Ừ. Ừ. Vậy nè. Đó. Rồi ship vô. Ship lên trên cái nữa. Ừ ship lên góc này nè. Trên này à? Ừ. Ủa góc bên đâu? Nè cái cạnh này nè. Ở trên mũi hả? Ừ, xếp lên mũi, kéo lên mũi lại. Kéo trên mũi lại. Ừ. Này giống con ếch này đó cha. Ừ, gần giống con ếch, cái giò ếch nè. Cái miệng cái ếch trên đây. Bên đây tắm hả? Đó. Đó. Xong rồi đó. Mà rồi. Đè vô chưa? Đè sát vô. Rồi. Cái tay này đè này nè. Đè mấy cạnh này nè, mấy cái lằn này nè, đè tới nó nằm xuống hết. Dạ. Rồi. Cha hồi là con ớt nó khóc theo mực của hồi. Nè, cái rạch này nè. Xếp sát vô đây. Đâu? Xếp đụng lên nè. Nè, cạnh đây nè. Cạnh này hả? Cạnh đây, cạnh ngang nè. Này nè. Dạ. Xếp sát vô đây đụng đây nè. Đụng đây nè. Đụng như gần trong nè. Gần trong đây hả? Ừ. Ủa cha này. Cái miệng ớt này, cái giọn ớt nè. Bay cái nữa, bên đây cái nữa. Cái này giống máy bay vậy. Dọn ếch máy bay đâu. Không được. Đó, đây cái nữa. Đó nè, cái dọn ếch nè, xong rồi đó. Rồi, xong chưa? Rồi, lật ngược lại. Cái này hả? Ừ. Rồi, xếp lại, xếp cái này nè, xếp. Theo lần này nè. Cha cái này có bay cho bạn gì vậy? Ừ, chưa, nè, xếp gì nè. Ừ. Xếp bằng cái lần đây nè. Là được rồi. Để ấp cái này. Ừ. Xếp lại. Cho bằng cái giống cái lần này nè. Ừ. Cho lần bằng này nè. Đó. Bên đây nữa. Ừ. Cái hả? Mở này ra, mở này ra, xếp đây nè. Bên đây đó là gì vậy cha? Đây là cái giò sao. Sao? Ừ, xong chưa? Dạ. Rồi xếp lần thêm lần nữa. Mở ra lại. Rồi xếp gì nè. Xếp gì nè. Cái loại con phê chế
chứ không phải phiền chị. Ừ. Để chút ra chị con làm kem ra bàn nha cho. Ừ. Chút nữa làm gì nè cho. Nè, bên đây cái nữa. Nè. Ừ. Nè. Ừ, vậy đó. Đây coi. Ừ. Nè, ừ vậy đó. Rồi xếp cong lên. Nè, xong chưa? Lật ngược, lật ngược lại, lật ngược lại. Lật ngược cái này. Ừ. Đè cái này nè. Đây cái này hả? Đây gì này, đây này, gì này, gì này. Nè. Đó. Gần xong. Ớt nè. Ừ, gần xong ớt rồi đó. Ừ. Đè xuống, đè thôi, đè góc lại. Ừ. Thấy chưa? Gần xong rồi đó. Lật ngược lại dưới đây nè. Lật ngược bên đây hả? Ừ. Cho nó bẻ ngược lại, bẻ cái này nè, bẻ cái này nè, bẻ. Cho nó bằng cái nè, bằng cái cạnh dưới đây nè. Nè vào. Được rồi. Đâu? Nè, cái này nè. Bẻ ngược lại gì nè. Ra chút ra làm giống như hồi nãy, giống chim ra bàn á con. Nè, xong ớt rồi nè. Cái này bẻ xuống, cái giò bẻ xuống, đó. Ớt hả? Ừ. Ra chút ra chỉ làm chút. Rồi lấy màu nguyên, tô con mắt cái con nguyên. Màu nè. Đỏ. Vui mà đỏ nữa. Ừ. Có đỏ không? Có cái mà đỏ không? Ừ. Đấy, con đâu? Con dưới đất kìa. Ừ. Con mắt màu đen. Mắt màu đen. Ủa? Con đen nào? Ừ. Đưa cái xem xem đi. Con này con nữa. Mắt nhỏ bự hả? Coi coi điều mắt lên. Rồi đó. Cái con. Ừ.